Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay cái tên được nhắc tới đó chính là Rolex Pierre Master 86348 SABLV, mặt số Olive. Sau khi mang đến những chiếc Pierre Master 29mm hay là 34mm dành chọn cho nữ giới, thì đến cuối cùng Rolex cũng đã giới thiệu tới dòng Pierre Master 39mm mà nam giới cũng có thể đeo vào năm 2015. Những chiếc đồng hồ mới thuộc dòng Pierre Master 39mm mới này được đánh giá là có phần dị biệt so với truyền thống, chuyên cung cấp đồng hồ công cụ như là Submariner, GMT Master 2 thiên về tính hữu ích mà Rolex theo đuổi. Pierre Master vốn là dòng đồng hồ dành riêng cho nữ giới. Dòng đồng hồ này sẽ được nạm đá quý ở vành bezel, ở dây đeo và có thể là cả mặt số bên trong. Đá quý tất cả đều rất tự nhiên, đi từ ruby, kim cương cho tới sapphire. Với dòng Pierre Master 2015, Rolex đã giới thiệu đến những phiên bản cực kỳ độc đáo, thể hiện khả năng chơi đùa với đá quý một cách điệu nghệ của Rolex. Nếu chiếc Pierre Master 86349 SAFUBL sở hữu mặt số đỏ tím trong bộ vỏ vàng trắng, thì mẫu Pierre Master 86348 SAJOR vàng hồng, mặt số cam, có phiên bản nâng cấp hơn được nạm phun kim cương. Còn mẫu đồng hồ có mặt tại Gia Bảo Luxury lại có bộ vỏ vàng vàng cùng với mặt số xanh ô liu. Và nhìn qua thôi thì ai cũng phải thừa nhận Pierre Master 86348 SABLV là mẫu đồng hồ không dành cho đại đa số người chơi đồng hồ. Đây là một mẫu đồng hồ phục vụ một số nhỏ, bởi chỉ lướt qua thì cũng nhận định được là chiếc đồng hồ này thuộc hàng đắt tiền do Rolex sản xuất. Không chỉ do mẫu đồng hồ này được làm từ vàng với bề mặt sáng bóng, đây còn là mẫu đồng hồ của đá quý. Trên vành bezel là 48 viên đá sắc màu, còn bên trong lại là những cọc số kim cương được đính nổi trên mặt số. Khác với đá quý được sử dụng trên Rolex Daytona Rainbow về tại Gia Bảo Luxury đợt trước, mặc dù cũng là ứng dụng sự chuyển sắc, nhưng với chiếc Pierre Master này, màu sắc được sử dụng lại thiên về dải màu xanh lá. 48 viên đá như một dải màu tự nhiên, chuyển dần từ màu xanh thẫm, xanh đến vàng và ngược lại, tạo nên thế đối xứng trên vành bezel. Rõ ràng, những mẫu đồng hồ có vành bezel nạm đá quý như Daytona Rainbow, Daytona 116589 SARV hay là Pierre Master 86348 SABLV cho thấy được sự nỗ lực to lớn nhường nào từ bộ phận lựa chọn đá quý hay bộ phận thợ kim hoàn của Rolex. Những công đoạn như là tìm kiếm, phân tích chất lượng đá, sắp xếp màu sắc cho tới định hình kích cỡ luôn cho thấy những người thợ này không hề thua kém bất cứ nhà sản xuất trang sức nào. Mỗi viên đá màu trên vành bezel được hãng cho biết đều là đặt vào vành bezel thủ công và những viên đá sẽ cố định trong đó. Sự phối hợp của đá xanh, vàng, xanh thẫm với mặt số ô liu bên trong thật sự rất tự nhiên và hấp dẫn. Và chắc hẳn những chiếc đồng hồ phiên bản Rolex nạm đá quý sẽ luôn đắt hơn phiên bản thông thường. Trong mặt số của Pierre Master sẽ có tên Datejust. Vậy làm cách nào để phân biệt đâu là đồng hồ Pierre Master, đâu là đồng hồ Datejust, mặc dù cả hai đều là thiết kế dành cho nữ giới? Sở hữu kích thước gần như là tương đồng, cả Pierre Master và Datejust đều được Rolex trang bị dáng vỏ Oyster, có thể kháng nước ở 100m. Sẽ có những phiên bản Datejust có vành bezel nạm kim cương, cho nên yếu tố đá quý có lẽ chỉ đóng một phần cách thức phân biệt. Nếu muốn nhận diện chuẩn xác nhất, chúng ta sẽ để ý tới dây đeo của mỗi bộ sưu tập. Rolex có trang bị những chiếc đồng hồ Datejust dòng dây Oyster hoặc dây Jubilee. Dây Oyster có 3 mối nối và dây Jubilee có tới 5 mối như dây Pierre Master. Sự khác biệt của dây Pierre Master với những dây khác nằm ở hình dạng từng mối nối. Cả 5 mối nối trên dây Pierre Master đều có bề mặt hình chữ nhật. Còn dây Jubilee đó lại là những mối nối hình bán nguyệt. Và theo đánh giá cá nhân, dây Pierre Master sẽ có vẻ ngoài mềm mại nhất, trơn tru nhất và trông giống một món đồ trang sức nhất. Phía cuối dây đeo của chiếc đồng hồ này, dây đeo đã được tích hợp khóa gập dấu khóa với biểu tượng vương miện quyền uy. Phải khẳng định rằng Rolex là một trong những nhà sản xuất đồng hồ thực hiện quy trình kiểm tra nghiêm ngặt tới độ bền của đồng hồ mà hãng tung ra trong toàn ngành công nghiệp đồng hồ. Không chỉ buộc gửi bộ máy đồng hồ tới tổ chức COSC để đạt chuẩn chính xác với sai lệch chỉ trong khoảng trừ 4 giây tới cộng 6 giây một ngày, những chiếc đồng hồ của Rolex còn tiếp tục phải trải qua kiểm định riêng của hãng. Trong đó có một công đoạn là để robot đeo đồng hồ di chuyển qua lại, mô phỏng hoạt động ngoài đời thực của con người, kiểm tra độ bền cũng như sự hoạt động bền bỉ theo năm tháng. Mỗi chiếc đồng hồ khi xuất xưởng như Rolex Pierre Master 86348 SABLV đều có sai số cho phép là -2 trên cộng 2 giây một ngày cho mỗi 70 giờ chữ cót.
Rõ ràng, mẫu đồng hồ này có bộ vỏ vàng vàng 39mm với mặt số xanh ô liu cùng cọc chỉ giờ kim cương hoàn toàn có thể là một sự lựa chọn cho cánh mày râu khi muốn thay đổi phong cách lịch thiệp đơn giản thông thường. Mẫu đồng hồ này có thể không phù hợp để đi làm công sở, nhưng những buổi tiệc rượu, sở hữu chiếc đồng hồ này, chúng tôi dám đảm bảo rằng bạn sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Không biết rằng là các khán giả của Gia Bảo Luxury sau khi xem video ngày hôm nay thì suy nghĩ gì về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!